làm cái ông nứng cái ông đủ cái là hết à, cái tôi nói thôi dịch này không có đủ được kiểu đó, tôi xây cái đầu đứa đầu hai bên rồi thiệt tình luôn, bộ phải hai đứa chủng cái ông kia chổng khùng đi chứ nhiều cái đúng mà chổng khùng lại một bán thuốc mà thôi dịch không có đủ chổng khùng được, chổng khùng nó bị bay hơi, cái ông nói thôi vậy tôi nằm nước đầu hà đầu da hai thứ tại người ta kêu gì tai không tránh xài cho hai thước nghe khóc rồi trong thời nghỉ đủ rồi. Ôi, trời ơi mùa dịch này nghỉ đủ rồi, thằng này vô nhiên thằng đủ hơi quá cấm đủ rồi, đừng nghe mai rồi đi đủ người ta nói á, tao ổng hỏi em mua hai lần thuốc chai uống vậy rồi cái tao mới nói rồi, cho chồng tôi á, ổng đang đụ mà tôi không cho đụ ổng nứng ông nội ơi. Tao nói mùa dịch này không có đụ được, cái ổng nói có gì đâu, nhiều phép nhiều kiểu lắm, tôi nói có đâu 72 kiểu thôi, còn cái ổng nói chổng khu lên cái nó thôi thôi đừng chổng khu, tôi nói thôi thôi bay hơi không được, đụ xây đứt ra đi, đứa nằm một đầu cách giá 2 mét. À. Đồ điên không nói nữa, em xin hứa liếm đồn mà thôi điều gì quá đi, ngô thuốc chống nứng chỉ uống là cho nó băng hơi hơi thuốc gì thuốc lụm miếng cóc mỗi lần nhai tiếp tục ngọt quá. Hết chưa? Trời ơi, ê đã quên nha, bịch chùm ruột cái nó trơn. Tôi ăn chuông bởi vô trong tủ lạnh mà quên á. Sao mà không hết khai biết bà chậu làm gì quên ở chung lộn hôm nay nè bà nội gì hả đi tắm bà nội bộn lấy rồi tắm tắm mới thay đồ được đến bạn rồi à, bánh hả? Bánh đồ kìa. Hai đứa nó soi tôi không, tôi mặc đồ này nó soi nữa. Bánh chị Kim mới lấy về nha mọi người. Ai mua ủng hộ tiếp nha. Kim ơi. Về đủ. Đủ. Trời ơi. Ai nhanh tay bóp lòng tôi đi. Trời. Xin lỗi hả? Xin lỗi hả? Để không thôi thì không có được. Ôi! Mùi lắm luôn đó, tao đừng thấy vô một cái, tao chết liền. Đã phải không chưa được đó. Rồi sao? Quét dọn. Sạch sẽ. Làm gì cũng đẻ. Không bao giờ dơ. Tắm 3K thôi nhiều quá hết nước. À, chưa tắm có sợ hết nước anh ha, không, không không tắm giờ này đứt dậy sói 3K rồi sợ hết nước. Nhìn nói được trên trời. Ai à? Ăn cắn lộn mày. Trời ơi. Trời ơi. Ông nội nó chạy giết thuốc ha. Trẻ sói. Mình điên. Thôi. Cừ mãn nguyện coi. Cừ lăn lăn. Bay tầm bạ tối nào biết cái gì. Nó cười sung sướng rồi. Mùa dịch này đủ không được, tôi cấm. Ông nội ơi, tôi bắt ông đó. Ai cấm mày đủ? Vô duyên chứ. Hả? Ở trường đi.
Trời ơi, con nó nhăn rồi chị. Áo mà có kìa. Anh ta cắn lòn tôi đi. Tôi ngon không? Anh ta cắn lòn tôi đi. Kêu đậu lên. Kêu đậu lên nha. Trời ơi, cắn ghét đừng cho mình chích ngừa. Ông nội à, cắn lòn cũng chích ngừa nữa. Vậy? Dạ, dạ. Cái gì vậy? Cắn lòn tôi đi. Ăn thua mình gan hả bà ơi, nó nói cho gan thì mình tự cái lợi cắn lòn người đó đang ngồi vậy đó có mình cắn. Gan sao? Gan ăn thua mình gan mà. Cái nữa à? Đổ. Cái nữa à? Đổ. Cái nữa à? Đổ. Tiêu dạ. Nấm lòn cho sạch nha. Xong bắt lai bắt ơi gì lên đi, máy nào lai máy nào tới ra kìa nó chạy đậu rồi mạnh cái cuối nào nó ra. Làm gì ở dữ hả tấm ngán hả tấm có 3k kìa không ở sao được ở dưới cho sạch được rồi càng chi nhảy luôn.